Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong ngày hôm qua, ngay sau khi khối không khí lạnh di chuyển xuống miền Bắc đã làm trời chuyển nhiều mây có mưa nhỏ ở diện rải rác, thì trong ngày hôm nay, khu vực này đã nằm sâu trong khối không khí lạnh nên trời có giảm mưa. Đến sáng nay thì mưa chỉ còn diễn ra vài nơi ở phần phía đông của khu vực với lượng không đáng kể. Tuy nhiên, nền nhiệt còn duy trì mức thấp với nhiệt độ cao nhất trên toàn khu vực vào trưa nay phổ biến đều dưới 20 độ. Tại các tỉnh thành Trung Bộ, mưa vẫn còn duy trì với lượng không lớn. Riêng khu vực Nam Trung Bộ còn có mưa rào ở vài nơi, nền nhiệt cũng phân bố tăng dần từ Bắc vào Nam. Tại các tỉnh thành phía Bắc, nhiệt độ ít có sự khác biệt so với khu vực Bắc Bộ với nền nhiệt cao nhất và ban trưa cũng phổ biến ở mức sấp xỉ 20 độ. Còn tại các tỉnh thành phía Nam, tiết trời khá mát mẻ và dễ chịu với nhiệt độ ngày đêm phổ biến từ 25 đến 30 độ. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn là kiểu thời tiết đặc trưng cho mùa khô tại các tỉnh thành phía Nam. Trời phổ biến ít mưa, có nắng cả ngày, nhiệt độ luôn duy trì mức cao, độ ẩm giảm thấp khiến cho trời khô nóng và rất dễ xảy ra nguy cơ cháy nổ và cháy rừng, do vậy mà người dân trên khu vực này cần hết sức lưu ý. Dự báo trong ngày mai, thời tiết tại khu vực Bắc Bộ sẽ nằm sâu trong khối không khí lạnh lục địa có cường độ suy yếu. Tuy nhiên, thì dòng xiết gió Tây trên cao vẫn duy trì nên mưa vẫn còn xảy ra trên toàn khu vực, nhưng chủ yếu là mưa nhỏ. Bên cạnh đó, trời còn nhiều mây và âm u nên nhiệt độ còn duy trì mức thấp, phổ biến từ 17 đến 20 độ. Riêng tại Tây Bắc, nền nhiệt có cao hơn với biên độ nhiệt ngày đêm dao động trong khoảng từ 18 đến 24 độ. Tại Lai Châu, Điện Biên, nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể đạt mức là khoảng 27 độ. Đối với khu vực Bắc Trung Bộ, trời còn nhiều mây, nhưng thời tiết cũng chỉ có mưa nhỏ ở vài nơi, nên nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ. Tiết trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ chỉ từ 16 đến 19 độ. Đến trưa thì nền nhiệt có tăng lên đôi chút với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 19 đến 22 độ. Còn tại các tỉnh thành thuộc khu vực Trung và Nam Trung Bộ trong 24 giờ tới, yếu tố chính chi phối thời tiết khu vực này chủ yếu là đới gió đông bắc có cường độ khá mạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên mưa còn tiếp tục duy trì trên toàn khu vực ở diện rải rác, có nơi còn đạt lượng mưa vừa. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở phần phía Nam phổ biến từ 29 đến 31 độ. Còn tại khu vực Trung Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ từ 23 đến 26 độ, có nơi nhiệt độ cũng chỉ đạt mức từ 26 đến 29 độ trong ngày mai thời tiết tại các tỉnh thành phía nam vẫn duy trì trạng thái mây thay đổi ngày nắng ít mưa và độ ẩm ban trưa khá thấp với nhiệt độ cao nhất ban trưa phổ biến từ 30 đến 31 độ tại tây nguyên trong khi đó tại nam bộ đôi nơi còn xuất hiện lượng mưa nhỏ nhưng nhiệt độ trên toàn khu vực luôn cao hơn so với các khu vực khác với nhiệt độ ban trưa vẫn đạt ngưỡng là 33 độ sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực tại khu vực phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa nhỏ rải rác trời rét nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ, có nơi từ 24 đến 26 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 14 đến 17 độ. Tại khu vực phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2 trời nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 14 đến 17 độ, vùng núi có nơi từ 10 cho đến 12 độ. Tại khu vực Hà Nội và vùng lân cận nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ dài rác, gió đông bắc cấp 2 trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 15 cho đến 17 độ. Suy xuống khu vực Bắc Trung Bộ, tại đây trời nhiều mây, có mưa ở vài nơi, gió nhẹ trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 16 đến 19 độ. Tại khu vực Trung Trung Bộ, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa với gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất ở phần phía Bắc từ 23 đến 26 độ, còn ở phía Nam là khoảng 26 đến 29 độ. Và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 19 cho đến 22 độ. Khu vực Nam Trung Bộ, nhiều mây, có mưa dài rác, phía Bắc có nơi mưa vừa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 22 đến 25 độ. Vùng cao Tây Nguyên mây thay đổi ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ và thấp nhất là khoảng 16 đến 19 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mây thay đổi ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 21 đến 24 độ. Khu vực Tây Nam Bộ mây thay đổi ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ và thấp nhất là khoảng 22 đến 25 độ. Chuyển sang khu vực Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và sông ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật trên cấp 6 Biển Động, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 29 độ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và sông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, tuy nhiên trong cơn sông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió rất mạnh, gây ảnh hưởng sâu đến hoạt động của tàu thuyền. Nhiệt độ phổ biến ở mức từ 26 đến 30 độ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay. Chúc quý vị có một giấc ngủ ngon. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.